Tập 14. Kỳ lạ, rõ ràng Chu Thúc có nói đá ngũ sắc này giải trừ phong ấn. Chẳng lẽ chỗ này có liên quan tới phong ấn? Đứng lại. Cô nương, sao lại tới chỗ này? Huynh tới đúng lúc quá. Tôi đang bị lạc đường. Huynh có thể nói tôi biết đi hướng nào không? Đây là cấm địa ở trong phủ. Cấm địa hả? Tôi mới vô phủ 2-3 ngày, đông tây nam bắc còn chưa phân biệt được nữa. Tôi cho cô biết, Ngụy quản gia từng nói rồi, cánh cửa hậu viện này ai bước vô chính là tự tìm đường chết. Tôi nể tình cô mới tới đây, lần này bỏ qua cho cô, sau này phải cẩn thận một chút. Cô mau đi đi. Đa tạ huynh. Còn nói cái gì? Trong cung có truyền tin ra, nói Long Thệ quốc dương dần có chuyển biến tốt. Xem ra đã đến lúc nên mời Tông Thần Y ra mặt rồi. Dạ. Tại sao hồi sáng này mày lại phát sáng lên? Ta phải làm sao mới giải được phong ấn này đây? Thật ra thì ta là ai? Tham kiến quốc công. Quốc dương sao rồi? Từ lúc đại điện sắc phong thế tử đến nay, chương hầu gia tăng cường canh giữ dương điện. Quốc dương được canh chừng cả ngày lẫn đêm, đừng có nói người thường không tiếp cận được, mà ngay cả thuốc thang cơm nước mang vô cũng đều được kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Chương hầu gia này có thể nói là tận tâm tận lực, ngay cả cách thử độc trăm năm không dùng ông ấy cũng lấy ra dùng luôn. Trình tự trước sau phải tiến hành cho đúng, hầu như không hề có khe hở nào cả. Văn Chiêu hầu gia này thật sự nghĩ mình là trụ cột của quốc gia, cánh tay phải của thái quyền. Ta có mời Tông Việt Tông Thần Y tới. Hả? Kỹ thuật của Tông Thần Y cao siêu, ta nghĩ thần y có thể giúp quốc dương bệnh tình có thể khởi sắc hơn. Quốc công đúng là có lòng. Nhưng mà bây giờ tình hình đã khác trước rồi, sợ là chỉ có thể cho một mình thần y vô trong chữa trị cho quốc dương thôi. Hy vọng quốc công lượng thứ. Dạ được, vậy nô tài vào trong thông báo nghe. Trị bệnh cho quốc dương liên quan trọng đại, Tông Việt có một chuyện muốn hỏi trước cho rõ ràng. Tông Thần Y cứ nói. Không biết tối nay quốc công là hy vọng quốc dương sống hay là chết vậy? Thank you.
Người... Sao huynh lại tới đây? Dễ dàng nhận ra ta vậy sao? Phải đó. Huynh tới đây làm gì? Ta tới tìm Nhiếp Khôn Linh. Dẫn huynh tới chỗ này đi. Nhiếp Khôn Linh chắc chắn đang ở bên trong. Chẳng lẽ viên đá này của cô có thể cảm nhận được Nhiếp Khôn Linh? Nếu như tôi đoán không lầm thì có lẽ là vậy. Chỉ là tôi vẫn không hiểu tại sao lúc trước khi mà đá ngũ sắc tiếp xúc với Nhiếp Khôn Linh chưa từng có phản ứng như vậy. Vậy thì chỉ còn lại một cách giải thích. Nhiếp Khôn Linh đang bị giam cầm trong này. Nhiếp Khôn Linh còn biết cầu cứu sao? Ta. Không lẽ là chiến bắt giả? Tôi có cách này. Là ai phái người tới đây? Lại là Tề Chấn. Ngươi đừng có quên, Thái Nguyên là của ta. Ta có thể cho ngươi vinh hoa, cho ngươi phú quý. Ngươi muốn cái gì, ta có thể cho ngươi cái đó. Sao lại giống nhau tới vậy? Gương mặt của tôi khiến quốc vương chợt nhớ tới ai sao? Văn y của Hiên Viên.
Âm thanh gì vậy? Là Nhiếp Khôn Linh. Đi theo. Quả nhiên là ở đây. Nếu Nhiếp Khôn Linh ở đây, Tiểu Thất chắc chắn cũng ở đây. Đừng đặt ý. Có khả năng Tiểu Thất không có ở đây. Tại sao chứ? Nhiếp Khôn Linh và Tiểu Thất có liên quan nhau. Cơ thể Tiểu Thất tuy sẽ dần dần bị hao mòn, nhưng tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng nếu mạo hiểm tự nhiên cắt đứt mối liên quan với Tiểu Thất, ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Vậy còn đợi gì nữa, đem chuông đi cứu người. Khoan đã. Nhiếp Khôn Linh này là thần khí cũng là tà vật, người ngoài không thể đụng chạm dễ dàng. Duy chỉ có huyết mạch chiến gia ta mới không bị hàn khí của nó xâm nhập cơ thể. Sao lại là huynh chứ? Đã cố gắng hết sức. Ý của tiên sinh là... Quốc công đại nhân! Quốc công đại nhân! Quốc công đại nhân! Tông tiên sinh không phải người ngoài, có gì nói mau. Quốc dương! Quốc dương ấy! Quốc dương làm sao? Nó bây giờ sắc mặt quốc dương hồng hào, khí huyết lưu thông, giống như là khỏe lại như trước rồi. Trị bệnh cứu người vẫn là bổn phận của người hành y. Tông mổ không hổ thẹn với lòng. Ông tiên sinh, tiên sinh làm vậy là sao? Làm gì quốc công, cũng là vì bản thân tôi. Rốt cuộc huynh là ai? Hỏi cô ta đi. Tôi không quen người này. Tiểu nha đầu trên Quyền Nguyên Sơn vào trước, giờ đây đã trở thành nữ đối thủ cao sang quyền quý. Cả người bằng hữu không thân này cũng được thơm lây. Có đúng không? Xem ra vết thương hôm đó không nặng lắm. Huynh, cơ thể cô cũng khỏe lại nhanh thiệt. Nhưng mà vết thương của tôi ở đây, nó có khỏi nhanh như vậy? Rốt cuộc huynh tới đây làm gì? Tới cứu mạng của hai người thôi. Mạng của ta không cần huynh cứu. Liên Duy Điện Hạ, huynh không cần chống đối ta. Tính kỹ thì lúc trước chúng ta từng gặp nhau một lần. Rốt cuộc huynh là ai? Sau này huynh sẽ biết thân phận thực sự của ta thôi. Tạm thời xin mời hai vị lập tức rời khỏi đây. Ta tới đây để lấy lại đồ của ta, liên quan gì tới huynh? Tuy nó là bảo vật ngàn năm của gia tộc Chiến Thị, nhưng bây giờ huynh không được động tới. Vậy thì cứ coi thử. Hai người đừng đánh nữa. Cô lo cho ta sao? Nên tự lo cho bản thân mình thì hơn. Khiến tóc giả, hai người đủ chưa vậy? Tôi hỏi huynh, tại sao không cho lấy? Hiện giờ ba người chúng ta đang ở trong cái bẫy của tề chứng. Nếu bây giờ mà lấy Nhiếp Khôn Linh ra, thì những thứ trước mắt chúng ta, bao gồm cô, ta và huynh ấy, sẽ bị thịt nát xương tan ngay lập tức. Thank you.
Nghĩa phụ, trong cung truyền tin đến quốc dương băng hà rồi. Tại hạ đã cố hết sức. Vốn dĩ bệnh tình của quốc dương đang chuyển biến tốt, nhưng số trời đã như vậy, tại hạ cũng lực bất tòng tâm. Ông trời ơi, sao ông đối xử với Thái Nguyên như vậy? Ông muốn con làm sao? Quốc Dương, thần không thể phân ưu với người, tội đáng muôn chết. Vào ngày trăng rõ, cơn mưa sợ là sẽ không rơi rồi. Nghĩa phụ, nghĩa phụ, có thể bắt đầu rồi. Hả? Lấy gì để chứng minh lời huynh nói là thật? Nếu huynh không tin, có thể dùng tính mạng của ba chúng ta đặt cược đi. Bây giờ huynh cứ lấy Nhiếp Khung Linh ra. Vậy chừng nào mới lấy được? Theo ta được biết, một khi sử dụng Nhiếp Khung Linh sẽ tương quan với tinh khí máu thịt của người đó, có đúng không? Không sai. Vậy hai người đợi thêm 3 ngày. Nói trong 3 ngày, Tề Chấn nhất định sẽ sử dụng tới Nhiếp Khung Linh. Chỉ cần Nhiếp Khung Linh được người khác sử dụng, tiểu thất sẽ được giải thoát. Hai người tới cứu vẫn chưa muộn. Làm sao mà huynh biết được những chuyện này? Đó là chuyện của ta. Hai người chỉ cần biết là Nhiếp Khung Linh không được di chuyển tùy tiện. Chỗ này quy tụ toàn bộ binh lực của quốc công phủ. Nếu còn không đi, binh lính tuần tra sẽ phát hiện ngay. Được. Lần này ta tạm tin huynh. Được. Nếu tôi phát hiện huynh lại gạt tôi, huynh cứ đợi mà coi. Xin chờ mọi lúc. Đi. Vào ngày trăng đỏ, lấy Nhiếp Khung Linh làm tính, lấy máu Hiên Viên để dẫn yến tế trời đất, thì ngươi sẽ có được thuật ngự thủy, không thua huyết mạch Hiên Viên nào hết.
từ nay về sau, Thái Nguyên sẽ không cần tới tộc Hiên Viên nữa. Mọi người đều nói lụa kim lân của Thái Nguyên nửa tòa thành cũng không đổ được, chỉ dùng để may hoàng bào cho đế vương. Bây giờ cô tận mắt nhìn thấy mới dám tin. Hôm nay Trường Nguyên cuối cùng nghĩa phụ cũng được như ý. Cuối cùng cũng chờ được ngày này rồi. Chuyện của Thái Nguyên đã an bài xong chưa? Con đã theo ý người, xong ngồi kênh rạch đều phái người canh giữ. Mấy vị chủ sự đại nhân con cũng đánh tiếng trước rồi, xin người hãy yên tâm. Nên nhớ, công sức nửa đời đều phụ thuộc trong hôm nay. Nhưng mà nghĩa phụ, Nhiếp Khôn Linh nên sắp xếp sau đây? Nhiếp Khôn Linh này là thần vật, sao lại dễ dàng đưa cho người khác được? Tạm thời nuôi dưỡng đứa bé mà chúng ta mới bắt về, sau này còn có chỗ dùng. Dạ. Tề quốc công tới rồi kìa. Tiên Dương vừa đi, Trường Nguyên đã bắt đầu trút nước rồi. Nếu cứ để mặc cho nước đổ xuống cuồn cuộn, với Thái Nguyên mà nói chính là quả của đại họa. Khẩn xin hầu gia mau chóng mời Thế tử đăng cơ ngự thủy. Thế tử không có đây sao? Hôm nay là đại điển đăng cơ của Tân Dương Thái Nguyên. Thế tử vắng mặt thì ai ngự thủy đây? Không chờ được đâu. Có chuyện gì vậy? Phải. Sao lại như vậy chứ? Là sao chứ?
Nhĩ phụ, vừa nhận được tin lục soát thành Nam bắt được một nam nhân trẻ tuổi. Người này chính là Hiên Diên Mân. Người này khi xuất hiện ở phán nô đường thì không còn chút tin tức, bây giờ đột nhiên xuất hiện, sợ là có ẩn tình gì đây. Ý của nghĩa phụ là... Thôi đi, chuyện tới nước này, cho dù hắn có âm mưu gì đi nữa cũng chỉ là nghĩ trong đầu thôi. Còn mau sai người xử lý hắn ta đi. Dạ. Khoan đã, lần này con đích thân đi, nên nhớ chết phải thấy xác được. Dạ. Nếu lời tên khốn kiếp Hiên Diên Mân nói là không sai, chắc là tiểu thất đang ở trong phủ quốc công rồi. Vậy thì nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất chắc chắn khả nghi nhất. Tham kiến quận chúa. Nghe nói tiện nô của Quyền Nguyên Sơn đã bị chuyển tới nơi này phải không? Dạ, chuyện này thuộc hạ không rõ. Tránh ra, để tao vào trong. Quốc công có lệnh, thủy lâu này không ai được vào. Lệnh bài này dùng để ra vào về thú danh của quốc công, còn chỗ này sợ là không được. Vậy ta không làm khó các ngươi nữa. Chỉ là bổn quận chúa có chuyện quan trọng, cần mượn dùng tên tiện nô này. Nếu ngươi còn không biết tốt xấu, nhất quyết ngăn cản ta, làm lỡ đại sự, bổn quận chúa chỉ có thể dùng đầu của ngươi để thay thế. Quận chúa dừng bước. Bùi Diên, Bùi Diên, sao muội lại chạy tới đây? Quốc công có lệnh, thủy lâu này không ai được phép vào. Cấm miệng. Đừng quậy nữa. Nếu cô phụ đã có lệnh, chắc là người bị giam trong đó là một phạm nhân rất quan trọng. Mùi theo huynh về đi. Huynh không muốn biết người bị giam trong đó là ai sao? Mùi có ý gì? Bên trong đó là người quen cũ của huynh và mùi. Không thể nào. Sao lại là mùi ấy được chứ? Không thể nào. Không thể nào cái gì? Không thể nào bị cô phụ bắt được chứ gì? Chuyện tới nước này rồi, trong lòng huynh chỉ có con tiện nhân kia thôi phải không? Huynh vẫn luôn ngày nhớ đêm mong tơ tưởng ả. À, tốt hơn muội gấp ngàn lần có phải không? Được thôi, vậy hôm nay muội nhất quyết vô cho bằng được. Bùi Diện, đừng vậy mà. Quận chúa. Quận chúa. Quận chúa. Ai dám ngăn ta? Ai dám ngăn ta? Hôm nay ta chết tại đây cho coi. Được 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 được. Được, muội đừng giận. Huynh cùng vào trong với muội. Hôm nay là ngày quốc tang, chuyện quốc công bày ra quả thật không nhỏ chút nào. Đám người này lẽ nào đều đến để trợ hứng cho đại điển sao? Tiên Dương vừa đi, Đường Nguyên đã bắt đầu trút nước xuống. Chỉ mới cách đó có một ngày, thế nước chảy đã trở nên cuồn cuộn. Thần Dương phải mau chóng lên đăng cơ mới được. Đúng rồi, sớm ngày ngự thủy ngăn chặn dòng nước xiết mới an định được. À, đúng rồi đó. Đúng vậy. Nếu cứ để mặc cho dòng nước đổ xuống tiếp, với Thái Nguyên mà nói, đó chính là quả của đại họa. Làm phiền hầu gia tức tốc mời thế tử đăng cơ ngự thủy. Thế tử không có đây sao? Thế tử đâu rồi? Lẽ nào quốc công không biết hay sao? Phải đó, phải đó. Ông hỏi thằng ta thì văn võ trong triều ai mà không biết. Thế tử ở trong phủ của Chương hầu gia mà. Dạ hỏi hầu gia, bây giờ thế tử đang ở đâu? Ông dám hỏi ngược lại ta sao? Đương nhiên phải hỏi ông. Ông nên biết, nếu thế tử mà có mệnh hệ gì trách nhiệm này, ông có gánh nổi không? Gánh nổi không? Sao đây? Bây giờ làm sao đây? Nước càng lúc càng mạnh, sẽ nhấn chìm nơi này.
tiếp theo sẽ là cả Thái Nguyên. Nếu như không kịp thử thủy thì tất cả chúng ta đều phải chết. Không ai biết thử thủy hết, phải làm sao đây? Đừng đó. Đường Hầu Gia, ta hỏi ông một câu, hôm nay Thế Tử có xuất hiện đăng cơ hay không? Tối hôm qua Thế Tử đột nhiên mất tích, ta nghĩ quốc công là người biết rõ ràng nhất mới phải. Thế Tử mất tích rồi sao? Dương Hầu Gia, quy nan trước mắt cộng thêm chuyện Thế Tử bị mất tích, ông đổ hết tội danh lên đầu ta. Ông rắp tâm gì đấy? Ta hả? Ông ta Thế Tử chưa rõ tung tích, vì bá tánh Thái Nguyên, xem ra chúng ta nên mời Thiên Quyền hoàn thành ra mặt chế ngự lại cục diện này mới được. Một khi hoàn thành ra mặt, chiếu theo quy luật của Ngũ Châu, Thái Nguyên ta chẳng phải không còn là Thái Nguyên của Hiên Viên tộc nữa sao? Cơ nghiệp ngàn năm của chúng ta coi như tan thành mây khói. Lúc nào rồi mà còn nói mấy chuyện này chứ? Đang lúc cấp bách cái gì mà Thiên Quyền với không Thiên Quyền, hôm nay chưa biết chúng ta có mạng để rời khỏi đây hay không nữa đó. Đúng rồi. Được rồi. Đừng có tự mình hù mình nữa. Tìm cách ngăn dòng nước lại trước đã rồi tính sau. Được rồi, vậy xin mời Dương Hầu Gia đứng đặt ngự thủy đi. Phải đó, Hầu Gia, hãy mau nghĩ cách đi. Nếu không hôm nay tất cả chúng ta khó lòng vượt qua được kiếp nạn này đó, Hầu Gia. Ta làm sao mà biết ngự thủy chứ? Ta làm gì có năng lực ngự thủy đây? Trước mắt chỉ cần cứu được một người trong chúng ta thoát khỏi cái chết, chạy tới Thiên Quyền Quốc cầu cứu, nhờ hoàn thành cứu tính mạng của trăm vạn người dân Thái Uyên. Dương Hạc Điên, ông bảo vệ Thế Tử thất trách, mưu đồ bất chính, động một chút là đi tìm hoàn thành, chứng tỏ ông có hai lòng. Sợ là chuyện lần này đều là gian kế của ông hết. Ông cầm máu phun người. Quốc công, chẳng lẽ quốc công có đối sách cứu mạng? Tất nhiên là ta có. Có thật không? Quốc công có cách cứu mạng, có cách sao quốc công phải làm quốc công? Tất nhiên là ta có. Ý là quốc công mà, ngài còn đang do dự chuyện gì nữa? Ý là quốc công Bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi. Đúng vậy. Đúng rồi. Làm sao có thể chứ? Sao có thể được chứ? Hả? Người chế ngự được dòng tháp, gia phong ngự lân đài, đây là quy định từ ngàn năm. Ai cứu được Thái Nguyên, người đó chính là vua của Thái Nguyên. Xin quốc công ngự thủy. Quốc công, xin quốc công ngự thủy, gia phong Thái Nguyên Dương. Cung thỉnh quốc công ngự thủy, gia phong Thái Nguyên Dương. Tiểu thất. Đại sư huynh, cứu đệ. Huynh đã nói rồi mà, sao có thể là phù giao được? Huynh thấy người bị giam không phải phù giao sư muội, liền vui mừng vậy sao? Cứu đệ đi. Ta hỏi ngươi, con tiện nhân phù giao hiện đang ở đâu? Cứu đệ. Cứu ngươi hả? Được thôi, vậy ngươi nói coi, từ sau khi phù giao thoát khỏi Phán Nô Trường xong là biến đi đâu mất tâm mất dạng? Nói mau, có phải mấy người sớm đã có con đường khác, tìm được chỗ trú thân an toàn không? Đại sư huynh, cứu đệ với. Mọi coi đệ ấy nhát gan như vậy, chắc chắn là không biết nội tình gì rồi. Hay là chúng ta mau về thôi. Huynh nhìn bộ dạng bị ổi của hắn đi, giống y như tỷ tỷ tiện nhân của hắn, đúng là cá mè một lứa mà. Đại sư huynh à, cứu đệ với. Huynh mềm lòng hả? Huynh đang cảm thấy bộ dạng của hắn bây giờ rất tội nghiệp, đúng không? Chẳng qua chỉ là một cái mạng hèn hạ. Huynh muốn cứu hắn hả? Để mùi coi để
tội nghiệp như vậy. Hay là chúng ta cứu để ấy đi. Được. Vậy chúng ta đợi con tiện nhân kia tới cứu hắn. Giải hắn đi. Dạ. Nước đã rút rồi. Tề chấn ta ngự thủy thành công rồi.